Nếu bác sĩ Lương vô tội, tôi sẽ lên cảm ơn các cơ quan tư pháp tỉnh Hòa Bình. Trao đổi bên hành lang Quốc hội, vào chiều nay ngày 23 tháng 5. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng, mức án 30 đến 36 tháng tù treo. Mà Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị đối với bác sĩ Hoàng Công Lương là không chấp nhận được. Theo đó, tại phiên tòa xét xử sáng ngày 23 tháng 5, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt bác sĩ Hoàng Công Lương 30 đến 36 tháng tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, khiến 9 nạn nhân tử vong. Bình luận về điều này, đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu cho rằng, việc đề nghị mức án như vậy là không chấp nhận được. Chúng tôi mong muốn xử đúng người, đúng tội. Còn bây giờ không có tội, mà vẫn đề nghị mức án như vậy, kể cả án treo cũng không được. Ông Lân Hiếu bày tỏ, ông Hiếu mong trong phiên tranh tụng sắp tới, hội đồng xét xử sẽ lắng nghe các ý kiến, bằng chứng của luật sư đưa ra. Để công minh, tuyên vô tội cho bác sĩ Hoàng Công Lương. Đồng thời, không bỏ sót tội phạm, nhất là đối với các đối tượng. Còn chưa trình diện trước tòa. Dù không trực tiếp tham dự phiên tòa, nhưng ông Hiếu cho biết, ông theo dõi rất sát diễn biến phiên tòa. Sở dĩ, có sự quan tâm đặc biệt này, là vì đây là sự kiện quan trọng đối với ngành y, liên quan đến hàng chục ngàn cán bộ của chúng tôi. Do đó, ông Hiếu cho biết, điều tôi thấy bất thường là trong các phiên xét xử, nhiều chứng cứ được đưa ra, nhân chứng được mời tới. Nhưng đều không được tòa chấp nhận. Ví dụ như nhà chuyên môn, bác sĩ Bùi Nghĩa Thịnh, được mời đến nhưng hội đồng xét xử. Không có phát biểu hay bằng chứng video, clip, được luật sư bảo chữa cho bác sĩ Lương đưa ra. Một lần nữa, ông Hiếu mong muốn. Trong phiên tranh tụng tới đây, tôi mong tòa cần rất lắng nghe, xem xét các bằng chứng này, để nếu thực sự chính xác. Sẽ sử dụng, và đưa ra phán quyết một cách công minh, khách quan. Đặc biệt đánh giá cao sự hiện diện, của đại diện Bộ Y tế tại phiên tòa. Ông Hiếu cho rằng, đây là hành động rất đúng của Bộ Y tế. Tuy nhiên, khi luật sư hỏi đại diện Bộ Y tế, thì hội đồng xét xử lại không cho được hỏi. Việc này, tôi thấy trong phiên tranh tụng, cần cởi mở hơn. Bởi trong cải cách tư pháp, điều này rất quan trọng, ông Hiếu nói. Từng nhiều năm gắn bó với công tác khám chữa bệnh, trong đó từng không ít lần, tham gia khám cấp cứu cho bệnh nhân. Vị chuyên gia tim mạch này hy vọng, nếu tòa tuyên bác sĩ Lương vô tội, chúng tôi sẽ lên cảm ơn các cơ quan tư pháp của tỉnh Hòa Bình. Đã làm đúng chức trách, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt ông Hiếu cũng cho biết, nếu phán quyết cuối cùng của tòa án kết luận bác sĩ Lương vô tội, thì sau đây, các cơ quan chức năng cũng cần ngồi lại để kiểm tra toàn bộ quy trình của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, khi trong phiên tòa đã lộ ra nhiều vấn đề mờ ám, xoay quanh hợp đồng, việc đưa thêm vào biên bản họp. Các quyết định, phân công. Trong khi bác sĩ Hoàng Công Lương ra tòa, thì ông Trương Quý Dương, nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, lại vắng mặt, và có thông tin là đã đi nước ngoài. Ở góc độ nghề y này, tôi nghĩ điều này không thể chấp nhận được. Cho dù ông Dương không có tội và bị cách chức, nhưng đây là một cán bộ bệnh viện mà ông ta từng quản lý, thì phải có trách nhiệm. Chứ không thể bỏ đi như thế được, ông Hiếu nhấn mạnh. Cuối giờ sáng nay 23 tháng 5 năm 2018, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quyền công tố tại phiên tòa đã được bản luận tội và đưa ra các mức án đề nghị đối với các bị cáo Hoàng Công Lương, Bùi Mạnh Quốc, Trần Văn Sơn. Theo đại diện Viện Kiểm sát, qua lần xét hỏi công khai tại phiên tòa, toàn bộ chứng cứ thu thập được đã được kiểm tra đánh giá lại. Trên cơ sở chứng cứ đã thu thập được qua việc thẩm tra công khai tại phiên tòa, Viện Kiểm sát đánh giá đối với bị cáo Hoàng Công Lương, bác sĩ điều trị tại đơn nguyên thận nhân tạo khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Viện Kiểm sát khẳng định truy tố bị cáo tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo quy định tại Điều 285 Bộ Luật Hình sự năm 1999, việc truy tố này là đúng pháp luật. Đối với bị cáo Bùi Mạnh Quốc, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý nước Trâm Anh, Viện Kiểm sát khẳng định có đủ căn cứ truy tố Quốc về tội vô ý làm chết người theo quy định tại Điều 98 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Việc truy tố Quốc về tội danh này là cần thiết đúng quy định của pháp luật. Đối với bị cáo Trần Văn Sơn, nhân viên phòng vật tư thiết bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Viện Kiểm sát khẳng định có đủ căn cứ để truy tố Sơn phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại Điều 285 Bộ Luật Hình sự năm 1999, và việc truy tố này là đúng pháp luật. Viện Kiểm sát nhận định bị cáo Lương trong quá trình điều tra và xét xử đã không nhận tội, nhưng có tình tiết giảm nhẹ là đã tích cực cấp cứu cho bệnh nhân. Người nhà nạn nhân xin giảm nhẹ cho bị cáo
hành vi của Quốc, Sơn, Lương là nguyên nhân dẫn đến 9 người tử vong. Viện Kiểm sát đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và Công ty Thiên Sơn phải có trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân. Sau khi luận tội, Viện Kiểm sát đưa ra mức án đề nghị với các bị cáo như sau. Bị cáo Hoàng Công Lương từ 30 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 285 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Bị cáo Bùi Mạnh Quốc 5 đến 6 năm tù về tội vô ý làm chết người theo quy định tại Điều 98 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Bị cáo Trần Văn Sơn từ 4 đến 5 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 285 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Viện Kiểm sát vẫn khẳng định quá trình điều tra chứng minh bác sĩ Lương là người được giao trách nhiệm chuyên môn tại đơn nguyên thận nhân tạo, đề nghị tuyên phạt bị cáo 30 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo. Đáng chú ý, bản luận tội của Viện Kiểm sát đã thừa nhận lời khai của các nhân chứng khẳng định việc sửa chữa nội dung ghi trong sổ giao ban với nội dung phân công bác sĩ Lương phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo, nhưng Viện Kiểm sát vẫn khẳng định quá trình điều tra chứng minh bác sĩ Lương là người được giao phụ trách chuyên môn tại đơn nguyên thận nhân tạo. Việc bị cáo Lương ra y lệnh khi hệ thống Reo số 2 chưa được bàn giao là nguyên nhân gây nên chết người. Nếu bị cáo báo cáo với trưởng khoa về việc này thì trách nhiệm đã bị loại trừ. Viện Kiểm sát cũng khẳng định không có việc mớm cung, thông cung trong quá trình điều tra nên không thể có lời khai sinh đôi. Viện Kiểm sát cũng cho rằng có kẽ hở của Bộ Y tế và Sở Y tế Hòa Bình trong việc chạy thận nên sẽ kiến nghị về việc này. Trước đó, trước yêu cầu của luật sư về việc giải trình lời khai sinh đôi tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình của bị cáo Hoàng Công Lương và ông Hoàng Đình Khiếu, nguyên trưởng khoa hồi sức tích cực, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Theo điều tra viên Bùi Tuấn Nghĩa, việc hai lời khai được tiến hành do hai điều tra viên khác nhau làm vào hai thời điểm khác nhau, việc hỏi cung bị can Hoàng Công Lương có sự giám sát của đại diện Viện Kiểm sát. Câu hỏi hoàn toàn khách quan và những câu trả lời bị cáo tự suy nghĩ và trả lời, tôi khẳng định không có việc đưa lời khai của ông Hoàng Đình Khiếu cho Lương xem trước sự chứng kiến của kiểm sát viên. Cuối lời khai, bị cáo cũng cam đoan trình bày đúng sự thật, hoàn toàn khách quan, hội đồng xét xử có thể kiểm tra lại, điều tra viên Bùi Tuấn Nghĩa khẳng định. Ông Nghĩa cũng khẳng định việc thu giữ 3 cuốn sổ giao ban có biên bản vào 13h30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2017 tại khoa hồi sức tích cực theo đúng trình tự thủ tục của Bộ luật Tố tụng Dân sự quy định. 3 cuốn sổ giao ban này được cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình do điều dưỡng trưởng Đinh Tiến Công giao nộp. Sau người hùng Đinh Tiến Công, một loạt nhân viên y tế bẻ lời khai. Sáng 23 tháng 5, trả lời câu hỏi của luật sư Hoàng Ngọc Biên bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương, ông Hoàng Đình Khiếu, phó giám đốc nguyên trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, tiếp tục khẳng định có phân công nhiệm vụ bằng miệng phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo. Ông Khiếu còn khẳng định Hoàng Công Lương được quy hoạch làm trưởng phó khoa. Luật sư Biên đặt câu hỏi vì sao ông chỉ đạo điều dưỡng trưởng Đinh Tiến Công sửa biên bản cuộc họp giao ban. Ông Khiếu từ chối trả lời với lý do đã trả lời trước tòa. Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng từ chối một loạt câu hỏi của luật sư với lý do tương tự. Trong khi đó, trả lời luật sư Biên, bị cáo Hoàng Công Lương xác nhận bị mớm cung, dụ cung tại cơ quan điều tra trước sự chứng kiến của Viện Kiểm sát. Hoàng Công Lương cho biết, Viện Kiểm sát quy buộc bị cáo buộc phải báo cáo trưởng khoa trước khi ra y lệnh là hoàn toàn không đúng. Bị cáo chỉ chịu trách nhiệm những vấn đề chuyên môn, khám chữa bệnh và ra y lệnh cho bệnh nhân. Nếu sai thì bị cáo chịu trách nhiệm, còn bị cáo không chịu trách nhiệm đối với vấn đề chất lượng thuốc cũng như không chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát chất lượng thiết bị y tế vì khi phòng vật tư đã bàn giao là phải bảo đảm chất lượng cho việc chạy thận, bác sĩ Hoàng Công Lương nói. Hoàng Công Lương cũng khẳng định tháng 5 năm 2011, bị cáo nhận quyết định của giám đốc bệnh viện về công tác tại khoa hồi sức tích cực. Ngoài ra, bị cáo không nhận được quyết định nào khác, càng không được giao về chức năng quản lý. Bị cáo khẳng định lại một lần nữa, chưa bao giờ nhận được quyết định về việc bổ nhiệm viên chức quản lý, Hoàng Công Lương khẳng định lại.
Những lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay cũng là những lời khai đúng sự thật, khách quan. Những lời khai trước đây của bị cáo tại cơ quan điều tra so với lời khai hôm nay là đúng sự thật. Không chỉ Hoàng Công Lương phủ nhận lời khai tại cơ quan điều tra và khẳng định lời khai trước tòa là đúng sự thật, một loạt nhân chứng có mặt tại tòa đều phủ nhận lời khai của họ tại cơ quan điều tra về việc có chứng kiến ông Hoàng Đình Khiếu phân công nhiệm vụ quản lý đơn nguyên thận nhân tạo đối với Hoàng Công Lương. Những người này đều khai trước tòa không chứng kiến việc này và cam kết lời khai tại tòa là đúng sự thật. Điều dưỡng Đỗ Thị Điệp khẳng định: Tôi khẳng định lời khai tại tòa phản ánh đúng sự thật, khách quan. Tôi xin cam đoan, đồng nghiệp của bà Điệp, điều dưỡng Quang cũng khẳng định lời khai tại tòa là lời khai khách quan nhất. Trả lời luật sư Biên trước tòa, điều dưỡng Hậu cũng khẳng định trong một số lời khai của bà tại cơ quan điều tra có những nội dung mâu thuẫn. Nhưng hôm nay tại phiên tòa, bà Hậu khẳng định lại không thấy ông Khiếu phân công nhiệm vụ đối với bác sĩ Lương. Tôi cam đoan lời khai tại tòa là đúng sự thật và khách quan, điều dưỡng Hậu khẳng định. Tiếp tục đặt câu hỏi với các điều dưỡng viên, điều dưỡng Hữu khẳng định: Tôi không được chứng kiến việc ông Khiếu phân công nhiệm vụ cho bác sĩ Lương. Tôi khẳng định lời khai tại tòa là khách quan, đúng sự thật và lời khai của tôi tại tòa là chính xác. Lời khai của tôi tại cơ quan điều tra là không chính xác. Điều dưỡng cuối cùng được luật sư Biên hỏi là điều dưỡng Hồng cũng khẳng định: Tôi không được chứng kiến ông Khiếu phân công bằng miệng cho bị cáo Hoàng Công Lương chịu trách nhiệm quản lý đơn nguyên thận nhân tạo. Tôi cũng được chứng kiến trong buổi họp đó. Tôi cam đoan lời khai trước phiên tòa ngày hôm nay là lời khai chính xác và đúng sự thật. Trước đó, ông Đinh Tiến Công, điều dưỡng trưởng khoa hồi sức tích cực, đã bất ngờ thay đổi lời khai khi thừa nhận chính ông đã sửa nội dung biên bản cuộc họp giao ban với nội dung phân công bác sĩ Lương phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo. Ông Công khẳng định việc sửa chữa này là theo sự chỉ đạo của ông Hoàng Đình Khiếu và được thực hiện sau khi sự cố y khoa xảy ra ngày 29 tháng 5 năm 2017.